Tiếp tục thì tôi đi đến tại nơi miếu Quốc Linh, miếu Quốc Linh tại nơi đèo này. Và ngày hôm nay thì trong rộp rộp kìa. Hiện tại thì trong bụi thì nó có cái con gì chạy. Và ngày hôm nay thì có cái hiện tượng ở trong bụi này nó kêu làm rộp rộp rộp. Rất ghê rộp rộp. Thì tiếp tục thì tôi sẽ đến tại nơi này đó. Và ở đây thì lúc nào cũng có bông hoa rất là tươi đẹp luôn đó. Thì hồi sáng thì trứng gà nè rớt bể xuống nè, quải luôn, ơn ốc luôn. Thì ngày hôm nay tiếp tục thì tôi sẽ thắp nhang. Vừa vào thì có cái con gì trong bụi thì nó làm rộp rộp thoát quải luôn. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đây thì cũng có chút vàng bạc này. Để các quý vị vong linh tại nơi ngôi miếu này để mà âm cúng. Thì ở đây thì cũng có cái đèn rồi, lúc nào cũng có đèn sẵn này. Đó, quý vị thấy. Thì ngày hôm nay thì cũng qua tôi cũng có đem chút tiền vàng bạc này. Tiếp tục cầu nguyện. Vừa vào thì có hiện tượng ở tại nơi sâu này rất ghê rợn luôn. Thì đang thấy cái gì đó kêu rộp rộp ở sâu đó, thoát quải luôn ở đây. Nếu vườn tìm chắc sẽ ghê rợn luôn đó. Rồi thì ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục và ngày hôm nay thì tôi sẽ dựng đứng trứng gà tiếp tục tại nơi này để các vị vong linh này sẽ dựng đứng con số nào cũng như các vị vong linh nào trú ngụ tiếp tục. Và đầu tiên thì tôi sẽ đặt
tuyến ghe này. 70 thì có dựng đứng hay không? Thì tại ngôi miếu vong linh này. Bảy mươi hai có phải 72 vong linh? 72 vùng linh. Về đoạn luôn đấy, thấy được 73 để đứng nhiên 73 vùng linh quải luôn, rất ghê đó, càng ngày càng nhiều 73 thôi, ghê đoạn luôn. Rồi bí số là 73 lụm luôn. Hôm nay 73 vùng linh ơn ốc luôn. Thì tôi sẽ đốt cái tiền nhận bạc này để các vị vùng linh tại nơi này chúng cụ 73 vùng linh. Quá nhiều, sắp tiền nhận bạc này cũng không đủ để vị lãnh. Và của ít lụng nhiều thì tôi đốc tờ về tiền diện bạc này. Ghê rồi. Rồi, đốc cho các vị bông linh chết on trên đường xì cổ đó. Cho vị ấm lòng tại nơi miếu bông linh này. Ngày hôm nay thì tôi cũng đi đến đây tiếp tục tại nơi này thì càng ngày càng nhiều vùng linh tại nơi này. Hôm nay thì 73 ơn ốc luôn. Rồi. Chú là ở đây. Vâng. Nơi chú là ở đây. Là kia. Chị à? Theo cặp đi vú chú đi sao vậy? Hả? Bệnh nên làm cặp vú này nè. Dạ. Ghê đó. Đã biếu hay gì chú? Biếu hả? Biếu à? Lâu chưa vô? Lâu. À. Lớn á giờ làm là mổ ra. Sao mổ em? Giờ lấy ấy mổ ra. Chờ làm mổ ra. Chú ở đâu? À, người ở đây. Ở kia. Ở dưới kia hả? Chỗ có cầu á. Thường quay lại chân nè. Dạ? Thường quay lại chân nè. Chú ở đây hả? À. Nhà này mới thấp nè. Này mới thấp á. Chú giữ em ngoài hay sao? Có thường có cái thầy phần đây à? Thầy phần đây của ông nào cho thường biết không? Thì chú dạo dạo đi chơi. Có biếu ghê tợ. Ờ dù mà thấy ghê.
theo chú ông mổ ấy. Mổ không được hả? Đỡ là ấy mổ ra là hết mổ mổ ra. Cũng bạch. Để biếu độc hay biếu gì vậy? Ghê chú. Độc không? Biếu độc hả? Cả nhất không? Nhất. Châu. Tốn châu vương. Chú có vợ cái con này vợ? Chưa. Chưa vợ. Chưa có vợ. Thì chú tên gì? Út. Út hả? Út chú Út à. Ở đây ở đâu hả? Đây chị. An Hiệp hả? Dạ. An Hiệp tỉnh nào nè? Ở tỉnh Duyên. Đầu con câu quán câu đèo. Dạ. Đi chỗ cái em quán câu đèo. Em thì đúng. Có là nhiều quá. Thấy chú tội ghê. Nghe này khắc lưu cũng thành. Nó làm giống như cái vú của ghê rồi. Dạ. Đã bao nhiêu năm chú? Mới 20 năm mà to cỡ gì? Dạ. Là có mũ xung đinh mũ ha. Chắc là qua hả? Dạ. Chắc là qua hả? Của con chú hả? Dạ.